Vâng, con về đây. Này, về sớm thế. Anh em bao nhiêu lâu mới gặp nhau cơ mà. Mẹ tao gọi cháy máy rồi. Không về luôn là toang đấy. Mẹ tao biết đi chơi với mày, lần sau khỏi xin tiền. Rồi, về đi. Nhưng mà có mấy củ người ta mượn? Trong túi có mấy trăm thôi. Thì chuyển khoản. Tao đặt giày, nhưng tài khoản tao đang bị lỗi. Không tao vay mày làm cái gì? Mà tài khoản có 3 triệu thôi. 3 triệu cũng được. Chuyển đi. Thế định bao giờ trả? Giời ơi, anh em với nhau bao nhiêu năm rồi, có gì mà phải chấp lét thế nhỉ? Mai trả nó mai trả thì nó chuyển đi. Nhớ mai đi nhá. Mai trả. Đọc số đi. Đưa đây. Này. Đây, xong rồi nhá. Rồi, thế mà là anh em tốt chứ hả? Thôi, về đi mẹ mắng ấy. Về nhá. Mày trai, em vừa chuyển tiền rồi đấy. Đưa hàng cho em đi. Chuyển bao giờ? Em vừa mới chuyển xong. Đâu? Đây này, đưa 89 đây này. À đây rồi. Được chuyển tiền mua giày đúng không? Mày lại lừa con gà nữa. Ôi giời ơi. Vẫn câu thằng chú, mai tao trả đúng không? Sao chị lại có clip này? Ai là người thực hiện nó? Một cô bé chuyên làm clip trên mạng về các đối tượng ngáo đá. Cô ấy rình quay trong quán karaoke, vô tình ghi được đoạn này. Các anh có thể đối chiếu thời gian đối tượng kia nhận tiền là có thể chứng minh được tính xác thực của clip mà. Đó là nghiệp vụ của chúng tôi. Cảm ơn chị đã hỗ trợ. Tuy nhiên, chị cần nhắc nhở cô bé là việc này rất nguy hiểm. Những đối tượng khi sử dụng ma túy đá sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, sẽ có hành vi gây hậu quả khôn lường. Tôi hiểu. Tôi sẽ nói chuyện với cô bé về việc này. Cảm ơn chị vì thông tin quan trọng này. Như vậy, sơ bộ bước đầu đã xác định cháu Hiệp không liên quan đến việc mua bán và sử dụng trái phép chất cấm. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng điều tra, chúng tôi vẫn có lệnh triệu tập để lấy thêm thông tin. Rất mong gia đình và luật sư hỗ trợ. Vâng, anh cứ yên tâm. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cho cảm ơn chú ạ. Bây giờ, chị hãy chuyển cho chúng tôi chứng cứ này để bổ sung vào hồ sơ nhé. Vâng ạ. Bây giờ cháu có thể về. Hãy cẩn thận với những mối quan hệ bạn bè. Chú không muốn gặp cháu trong hoàn cảnh này thêm một lần nào nữa đâu. Dạ vâng chú. Cháu chào chú ạ. Chào chị. Cảm ơn anh. Sao rồi cô? Xong rồi. Nhà cháu ở đâu? Cô đưa về luôn. Thôi ạ. Cô đưa cậu về trước. Bây giờ cháu đi làm luôn. Anh cảm ơn chị. Khỏi cảm ơn. Cứ ghé quán chị chơi là được. Nhớ phải xin phép mẹ đấy nhá. Dạ vâng. Thay mặt gia đình cảm ơn cháu nhá. Dạ. May là cháu giúp được. Sao tự dưng cháu lại thay đổi quyết định? Cô biết đấy là số tiền lớn mà. Thực ra ban đầu cháu nghĩ mấy đứa nhà giàu chơi bời thì phải nộp đủ cho đáng đời. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy sai sai.